Đây là buổi ra quân thực hiện công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tam Kỳ của đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, không xuất trình được giấy phép lái xe cùng các giấy tờ khác theo quy định. Đáng chú ý, nhiều trường hợp đã sử dụng rượu bia không chịu hợp tác, gây khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông. Như trường hợp tài xế này đã viện lý do sự lây lan Covid-19, cố tình thực hiện sai các thao tác kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1 đã đo chính xác nồng độ cồn và xử lý nghiêm trường hợp này theo đúng quy định. Theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Quảng Nam, hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh xử phạt các trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông cũng liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành, tránh tái phạm các hành vi tương tự khi tham gia giao thông. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn và để phục vụ tốt các công tác đi lại hoạt động của nhân dân trong cái lễ hội vui xuân đón Tết của nhân dân. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng ở các điểm tập trung các hội hoa xuân và vui chơi giải trí của nhân dân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi đi lại hoạt động của nhân dân để phục vụ tốt công tác cho người dân vui chơi đón Tết an toàn. Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian qua cũng tăng cường ứng trực tiếp nhận các thông tin qua đường dây nóng 24/24, hỗ trợ lực lượng phối hợp công an địa phương xử lý các vụ mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, đơn vị đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh, sử dụng vũ khí, chất nổ, duy trì kiểm tra, quản lý, xử lý các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ karaoke, các nơi dễ phát sinh vi phạm để sử dụng chất ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức nhân dân. Trên cái lĩnh vực công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và pháo thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phối hợp với các cái đơn vị địa phương đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo, vật liệu nổ. Hiện nay là đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cái hoạt động tuyên truyền trên các cái phương tiện truyền thông truyền thống, đồng thời là thông qua các cái trang mạng xã hội, đặc biệt là Zalo, Facebook, rồi các cái trang thông tin điện tử của lực lượng công an cũng tuyên truyền đến tận người dân. Rồi chúng tôi tổ chức một cái xe tuyên truyền lưu động có gắn pano, rồi sử dụng cái hệ thống loa phát thanh tổ chức tuyên truyền đến các cái tuyến trọng điểm, các địa bàn trọng điểm mà qua cái điều tra khảo sát những năm trước đây thường hay xảy ra cái tình trạng là sử dụng pháo trái phép để tuyên truyền. Và chúng tôi tổ chức tuyên truyền từ đầu tháng Chạp đến nay và cái công tác tuyên truyền này sẽ xuyên suốt cho đến tận những ngày trước Tết, trong Tết và cả sau Tết. Đối với lĩnh vực trật tự đô thị thì trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng thì đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chúng tôi là xử lý nghiêm các hành vi kết hợp với nhắc nhở cho các cái chủ cơ sở kinh doanh mà thường hay vi phạm là cam kết và không vi phạm. Còn là những trường hợp mà cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, xử lý trực tiếp, xử lý thông qua hình ảnh và xử lý thông qua cái việc dán các cái thông báo đối với các phương tiện vi phạm để là thông qua đó cũng là tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và trang đe những người vi phạm trong dịp này. Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân vì cái bình yên, hạnh phúc của nhân dân trong dịp Tết đến xuân về. Cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương liên tục ra quân, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Và trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ quy tắc 5K trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đảm bảo cho người dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn.